Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Ở video lần trước thì chúng ta đã làm tới cái mục là card content rồi và nó được như thế này. Bởi vì nó là to quá đúng không? Chúng ta sẽ xem thử là tại sao nó lại nằm ở đây. Chúng ta sẽ thấy là position absolute top 50 phần top 0, bottom 0 và left 50% và transform translate it lịch trừ 50% chúng ta được ra giữa như thế này rồi. Đây đúng không? Chúng ta có ở đây. Nó nằm ở đây rồi. Left 50% và transform translate trừ 50% như thế này. Do cái hình nó to quá nên nó bị tràn ra như vậy, không sao cả, chúng ta sẽ fix tiếp. Cái ở trên này nè, chúng ta sẽ có này. Bấm control nha, bấm vào để xem cái layer nó như thế nào. Chúng ta sẽ có là chỗ phía trên này là display for less align item center và justify content space between và marking bottom của nó là 30. Thì lúc này chúng ta lại suy nghĩ tiếp là chỗ này nên đặt là cái gì. Chỗ này mình sẽ đặt là cut top đi ha, đặt đơn giản thôi, cut top. Constant cut top như thế này bằng styled.div. Và mình sẽ có ở đây là cái gì, display là for less. Các bạn có thể sử dụng EvoDev Snippet được luôn nha, FRCB như bình thường này đó, rất là xịn sò luôn như thế này. Rồi MB là 30 như thế này. Mình sẽ copy nó và dùng vào đây. Đó, sử dụng cái extension là auto rename tag á, là tự động nó được như vậy thôi. Như lúc này mình sẽ được như vậy nè, thấy chưa? Rồi tiếp tục mình sẽ có là chỗ này là user thì mình sẽ đặt là card user, tức là cái div mà chứa cái hình và cái thẻ span á. Mình sẽ có tiếp là constant là card user bằng styled.div ha. Thế này. Mình sẽ có lại ba FA center thôi, như vậy thôi. Và mình sẽ copy nó vào đây. Đó. Rồi mình sẽ xem tiếp là cái hình này bao nhiêu. Hình này là width 30 hay 30 và object fit cover mình sẽ có là cái gì? Mình sẽ đặt là constant là user avatar đi ha. Mình đặt sao cho nó dễ hiểu là được rồi. Styled.img như thế này. Và mình sẽ sử dụng nó vào đây. Chỗ này thì nó có cái gì xảy ra đây ha? Nó có là width 30 hay 30. Rounded là full, tức là border đến 100 RAM và object fix là cover. For less string là 0 đi ha, cho nó chắc cú. Thì chỗ này khoảng trống khoảng cách giữa hai này là 12. Thì mình có thể dùng là column gap ha, column gap là 12 pixel. Thế nào? Để mình có cái khoảng cách thôi. Các bạn sẽ thấy mình sẽ được như vậy. Rồi mình sẽ thấy tại sao nó lại nằm ở đây, mình thấy là lạ nên là mình cần xem lại. Cái chỗ này mình đã code cho nó là position relative. Mình code position relative là cái ở ngoài, cái ở ngoài nên nó bị sai đúng không, đáng lại phải là cái này mới đúng. Ok, cho nên là mình thấy kỳ tại sao nó lại nằm ở ngoài đó. Thì chỗ này á, mình quay cái lỗ style card này là position relative này, chỗ này là width 400 thôi, width 400 thôi. Chỗ này sẽ là width 100%. Để nó chạy theo hàng cha, tại vì cha width 400 thì width 100% nó sẽ chạy theo hàng cha. Thì lúc này mình mới thấy nó được như vậy. Mình sẽ thấy cái card content tại sao nó không full. Thì mình thiếu width ha, mình sẽ cho là width full. Width 100% như thế này. Thì nó sẽ full được như vậy. Rồi, nó sẽ dính đây, vấn đề đó chúng ta chưa cần lo đâu ha. Nó sẽ nằm một nửa chiều cao, nó nằm một nửa chiều cao thì mình sẽ dùng là transform translate đi 50% như thế này. Ở đây á, thì code như là set bình thường nên mình không có nói lại nhiều, bởi vì các bạn ai cũng code được hết. Rồi ở chỗ này mình sẽ có tiếp là cũng là FA, chỗ này là mình sẽ dùng là card footer đi ha. Mình sẽ tạo một cái là constant card footer bằng styled.div như thế này. Còn nhiều lắm, mình đây mình mới chỉ cho các bạn cách sử dụng cơ bản thôi, FACB luôn. Mình card footer là dùng ở đâu? Dùng ở đây. Rồi cái chỗ này á, là mình sẽ để là tiêu đề, mình sẽ gọi là card title. Ví dụ như thế này, constant card title bằng styled.h3 nhé, tại vì đây mình đang dùng h3. H3 này nó sẽ có những cái style gì, chúng ta sẽ bấm control và bấm vào đây. Chúng ta sẽ bấm vào cái mục là inspect và kéo xuống, chúng ta sẽ có là color là màu đen, font size 18 và font weight là 500. Phong family chúng ta sẽ nói sau này nha. Không sai là 18,
Phong quay là 500, color là black. Rồi mình sẽ có cái này copy xuống đây, cut title. À, chỗ này mình sẽ gọi là số lượng đi ha, gọi là cut number. Đây, mình sẽ là cut amount, đi số lượng bằng style chấm span, span như thế nào. À, mình sẽ copy nó xuống. Không nhất thiết nha, khi là cái nào có style thì chúng ta mới làm thôi, còn cái nào không có style thì chúng ta phải để thẻ dip như bình thường hoặc là thẻ span như bình thường, không sao cả. Rồi ở đây thẻ span này có chức năng là gì đây? Nó có cái line near gradient ha, phong size 18 và phong quay là bold này. Ok, mình cốt cho nó bình thường cái đã. Phong size 18, phong quay là bold như thế này. Nó có gradient đúng không? Chúng ta sẽ thêm thử là gradient của nó như thế nào. Đó, thì các bạn sẽ thấy này, mình bấm vào đây này, có một copy này ha, bấm copy là nó sẽ copy được gradient, thì mình sẽ được kết quả như thế này. Thì mình sẽ dùng là color transparent ha, color là transparent tức là trong suốt, và wet kit background wet clip thì chắc các bạn cũng biết rồi, test ha, như thế này để cho nó background. Để cho nó trong suốt, ra ngoài sẽ thành quả ấy, được kết quả như vậy, khá là đẹp đấy ha, khá là đẹp. Bên này á, thiếu cái bên chụp cái chữ này là nó khác này, color là 333, phong size 16, phong quay 300. Chỗ này là username đúng không? Chỗ là username đâu rồi? Đây mình sẽ tạo ở dưới này cho nó đồng bộ. Username bằng style.span. Phong quay là 300, phong size là 16. Copy xuống, username ở đâu? Nằm ở đâu? Ở đây. Đó. Rồi mình sẽ có tiếp là cái màu của nó là màu gì ta? À 333 đúng không? Color là 333. Ê, mình gọi nhầm ha, mình gọi nhầm. Lúc này chúng ta sẽ được kết quả đẹp như mong đợi. Tuy nhiên á, cái này nó không có full đâu. Nó còn hai bên là 18 này, hai bên là 18, có nghĩa là width của nó không phải là 100%. 18 trừ 18, 18 hai bên là 36. À, thì chúng ta sẽ có là width 100%. Calculate ha, 100% trừ đi 36. Trừ 36 cái số như thế này. Thì chúng ta sẽ được nó nằm ở giữa thôi. Đó, nó sẽ được cái này, rất là đẹp ha, khá là đẹp đấy. Rồi cái background á, mình không thấy rõ là cái thiết kế này lắm, là do cái background. Body này, body thì chúng ta sẽ mở cái thằng là index.css này. Cái này sau này chúng ta cũng refactor lại thôi. Bây giờ mình cứ để tạm như vậy đã. Background color là cái đã. Như thế này. Đó, để cho nó lên màu xám để chúng ta thấy được cái thiết kế này hơn. Đó, như vậy là chúng ta đã làm xong một cái rồi. Thì khi chúng ta làm xong một cái rồi, chúng ta không cần phải code lại nữa, chúng ta có thể tạo wrap để thay đổi giá trị bên trong, hoặc là chúng ta tạo làm nhiều cái. Ở đây là một cái đúng không? Mình tạo thành Shift Alt mũi tên xuống là tạo thành một cái copy, hai cái này, ba cái, bốn cái, năm cái, sáu cái như thế này, kiểu như vậy. Đó, chúng ta sẽ được tạo được rất là nhiều cái. Thấy không? Và chúng ta sửa một chỗ thì nó sẽ sửa được tất cả mọi nơi luôn. Ở video tới thì chúng ta sẽ làm gì? Ở video tới thì chúng ta sẽ làm ra được cái list như thế này bằng cách là sử dụng style ở cut list nha. Tại vì chúng ta đã tạo ở cut rồi, bây giờ cut list chúng ta chưa có làm. Đó, thì ở đây chúng ta được kết quả về style đẹp như mong đợi ha. Hơi dài một chút nhưng mà khá là ok. Thì nó cũng giống như khi các bạn code start bình thường thôi. Các bạn code start bình thường các bạn cũng phải đặt class mà, các bạn cũng phải code thôi, nhìn vậy thôi chứ nó rất là dài. Và có một cái lợi là khi các bạn di chuyển, khi các bạn di chuyển này đi chỗ khác thì những cái này nó sẽ đi theo mà không cần phải di chuyển file gì nữa, rất là khỏe. Đó, thì đây chỉ là những cái rất là cơ bản thôi. Ở video tới chúng ta sẽ tiếp tục start tiếp và mình sẽ chỉ cho các bạn nhiều tính năng hay ho trong style component nữa. Sau khi học xong chương này thì các bạn sẽ sử dụng style component một cách rất là ok luôn.